xin chào mừng tất cả các chị em đã đến với buổi livestream giới thiệu sản phẩm mới của hãng thời trang công sở Ely Hạnh Vũ. Dạ vâng, buổi trưa ngày hôm nay thì em Hạnh sẽ tiếp tục đồng hành với tất cả các chị gái ở đây để tham gia một cái buổi livestream xả hàng Tết của bên em ạ. Dạ vâng, hôm nay là buổi livestream xả hàng Tết thứ 3 cho tất cả các chị rồi. Ở hai buổi livestream trước thì rất nhiều các chị gái đã săn cho mình được những cái sản phẩm ưng ý để có thể diện Tết rồi các chị gái ơi. Dạ vâng ạ, hiện tại bây giờ bên em đang dọn một cái kho 300 mét vuông cho các chị em nha. Vô vàn những cái sản phẩm hàng vạn hàng cho các chị em luôn, đủ các mẫu mã đẹp nhất để cho các chị em có thể chơi Tết ạ. Và đặc biệt giá của nó các chị gái ơi, nó sẽ chênh với thị trường khoảng độ 200.000 đồng, 200 đến 250.000 đồng trên một sản phẩm các chị gái nha. Dạ vâng ạ, nên là em năm nay em nghỉ Tết sớm nên là chắc chắn là các chị em sẽ có được những cái mã sản phẩm này giá rất là tốt. Bình thường trong năm thì bên Ely Hạnh Vũ thì không bao giờ xả hàng hay sale hàng gì cả các chị gái ơi. Dạ vâng ạ, chỉ riêng dịp Tết này, dạ vâng, dịp Tết này sẽ là một cái cơ hội để cho các chị em có thể săn được những cái sản phẩm bên em nhá, giá cực kỳ tốt, chất lượng như thế nào để các chị em có thể kiểm chứng luôn ạ. Hai năm nay thì đã có hàng trăm nghìn chị em kiểm chứng rồi các chị em ơi, đó nên mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Đó, em là Hạnh luôn, là chủ của cơ sở cũng như là người sẽ livestream trực tiếp cho các chị em luôn. Dạ vâng, em chào rất nhiều chị có mặt ở đây rồi. Những chị nào có mặt ở đây bắt đầu bước vào chia sẻ cho em sẽ có 5 phút chia sẻ để hôm nay làm gì ạ? Các chị sẽ săn được con áo phao em đang mặc trên người có 10.000 đồng thôi các chị gái ơi. Dạ vâng ạ, chỉ có 10.000 đồng thôi, từ 10.000 trở lên các chị em nha. Người nào trả cao hơn người trước ok em sẽ bán cho người đấy. Dạ vâng ạ, 5 phút chia sẻ xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, em chào chị Nguyễn Hằng, chia sẻ cho em để em báo hợp lệ nào. Chị nào đã chia sẻ hợp lệ rồi vào đây với em luôn các chị em nha. Dạ vâng ạ, rồi cả hai bên lượng người xem đã tăng lên rất là nhanh. Chia sẻ cho em luôn ạ. Em chào chị Thu Thu, em chào chị Hương Nguyễn, em chào chị Giang Dương. Rất nhiều các chị gái, chị Thu Thu em nhìn thấy chị này, chị Gió Lạnh, chị Giang Dương này, em xin chào tất cả các chị gái ở đây. Dạ vâng ạ, mở màn một con phao siêu xịn luôn, một mẫu cách điệu đi của mẫu trước. Các chị này, mẫu cách điệu đi rất nhiều chị săn những con phao cao cấp này của em. Dạ vâng ạ, ngày hôm nay áo em đang mặc trên người đây, các chị gái này, các chị có cơ hội mua được nó với giá 10.000, 11.000, 12.000. Dạ vâng, em chào chị Lan Nguyễn. Ai chia sẻ rồi nhắn lại cho em Hạnh chia sẻ, em cho các chị 5 phút chia sẻ luôn cho em. Chỉ 2 lần về trang cá nhân và 10 lần lên các hội nhóm cho em. Các chị gái nha, cùng nhau chia sẻ cho em luôn ạ. Bên này hơn 500 rồi, gần 400 người xem rồi. Chị Hoa Thủy Tiên nào rồi, em chuẩn bị chương trình, em sẽ lấy một con điện thoại ra đây. Dạ vâng ạ, một chiếc điện thoại đây và em chuẩn bị này. Bắt đầu chuẩn bị sang đấu giá này, bấm giờ này, em đặt lại từ 00 giây này. Dạ vâng ạ, có 10.000 đồng một con phao cao cấp 700.000 của em. Dạ vâng, đầu tiên chị Phan Hoa Khoa đã là một người chơi hợp lệ, chị Vân Anh là một người chơi hợp lệ. Tiếp tục chị nào ạ, chị Liên Mùi em chào chị Vũ Hiền đã hợp lệ chia sẻ, chị Đỗ Thị Thu Hòa đã chia sẻ rồi. Còn các chị khác ở đâu ạ? Dạ vâng ạ, ngày hôm nay nó chỉ từ 10.000 thôi các chị ơi. Thích các chị trả em 11.000 hay thích các chị trả em 15.000, cứ trả cao hơn người trước em ghim là được luôn. Chị Lục Lê, dạ vâng, chị Quỳnh Na Đỗ đã hợp lệ. Bên này có những ai ạ? Chị Dịu Vì em chào chị. Có chị nào hợp lệ rồi ạ? Chị Mai Đặng đã hợp lệ rồi. Chị Lệ Chiểu đã chia sẻ rồi. 5 phút chia sẻ các chị ơi, có 2 lượt về trang cá nhân và bao nhiêu lần ạ? 10 lần lên các hội nhóm. Chia sẻ hội nhóm thì rất là đơn giản. Đó, chia sẻ bình tĩnh các chị em nha. Chị Thùy Linh em chào chị đã chia sẻ hợp lệ rồi. Chị Hương Nguyễn đã hợp lệ rồi. Để em chuẩn bị bắt đầu chương trình ạ. Cả hai bên livestream qua 1.000 người xem em sẽ bắt đầu đấu giá. Đó, càng đông càng vui các chị em ơi. Đó, bình tĩnh nha, có 10.000 đồng, từ 10.000 đồng trở lên. Em chào chị Quách Thu Thủy chia sẻ cho em rồi. Hôm nay săn con phao đi chị ơi. Chị Ngọc Anh đã hợp lệ, chị Tuyết Nguyễn đã chia sẻ. Chị Toàn Phạm, em xin chào chị Toàn Phạm đã chia sẻ cho em chưa ạ? Dạ vâng ạ, em có bán váy kia luôn, chiếc váy khai trương siêu phẩm của bên em chị Doraemon ạ. Dạ vâng, đã chia sẻ đủ luôn. Chị Lữ Linh, ai đã chia sẻ đủ giống chị Lữ Linh thì cho em một chấm luôn nào. Chị Nguyễn Huyền Trang, xếp váy canh mặc có bán đầy đủ luôn. Ngày hôm nay tí nữa đấu giá con váy kia 10.000 cho các chị em luôn. Đấu giá rồi, đã nhận hàng đẹp lắm. Chị Lê Thị Thành, em cảm ơn chị gái. Chị Lê Thị Nhanh, em cảm ơn chị ạ. Rồi, chị Lý Vũ đã chia sẻ, Mai Loan đã chia sẻ. Chuẩn bị lượt chơi đầu tiên ạ. Chuẩn bị lượt chơi đầu tiên.